Kính thưa quý vị của đài VNTV, ngày hôm nay tôi là bác sĩ Hồ Minh. Ở đây chúng ta có sự hiện diện của tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh tham dự với chúng ta trong chương trình Sức khỏe và đời sống tối hôm nay. Thưa quý vị, tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh là một nhân tài của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại mà tôi mới được biết gần đây. Ông là Lead Scientist, tức là ông là trưởng phòng nghiên cứu kế hoạch của công ty CY Molecular, tức là một công ty chuyên về những cái test, ta gọi là sinh học, chẩn đoán, hay tiếng Mỹ gọi là Molecular Diagnostic Procedure. Thì hôm nay xin chào tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh. Xin kính chào bác sĩ Minh và xin kính chào khán thính giả của đài VNTV. Thưa tiến sĩ Huỳnh, ngày hôm nay chúng ta có đề tài gì để chúng ta giới thiệu tới quý thính giả của đài ạ? Dạ thưa bác sĩ Minh, theo tôi thì vấn đề HIV là một vấn đề rất là lớn từ 20-30 năm nay. Và số người tử vong cũng như là số người đang mắc bệnh lên tới 78 triệu người trên toàn thế giới. Wow. Và hiện nay số người mà mắc bệnh là 23 triệu và trong đó, đó có là 33 triệu và trong đó, đó có 22 triệu là những người ở châu Phi, châu Á vào khoảng 6 triệu và các nơi khác thì vào khoảng 7 triệu. Trung bình trong một ngày đó, thì chúng ta có vào khoảng 7.000 người mới nhiễm bệnh HIV/AIDS. Wow, thực sự tôi còn nhớ khi tôi còn ở trong trường y khoa cách đây 20 năm, người ta còn nói là cái bệnh HIV này là do Mỹ nó chế ra chứ không phải là có thật. Bây giờ nó trở thành là một thực thể theo tôi được biết, và tôi cũng biết rằng là trong cái ngành nghề của chúng tôi, khi mà chữa trị những người phụ nữ có thai hoặc là những người mà muốn có thai, chúng tôi rất là quan tâm tới việc mà cái muốn biết người đó có bị HIV hay không. Vậy thì ở Việt Nam thì như thế nào quý? Thưa bác sĩ Minh, HIV virus thì bắt nguồn từ châu Phi, từ một loại giống khỉ ở châu Phi. Vâng. Và sau đó đã người ta không hiểu tại sao mà nó chuyển sang người ở châu Phi rất đã lâu. Và sau đó, đó thì dần dần nó chuyển ra bởi đường tình dục của giữa người và người. Vâng. Nên nó chuyển rất là nhanh. Vâng. Và thưa bác sĩ, là bây giờ đó thì ở Việt Nam theo như thống kê mà tôi được biết thì có mỗi năm có vào khoảng 2.000 trẻ sơ sinh bị nhiễm bệnh. Vâng. HIV/AIDS. Vâng. Và có vào khoảng 6.000 các bà mẹ mang thai. Vâng. Có HIV/AIDS. Vâng. Ngoài ra nước lân cận, thí dụ như là Philippines chẳng hạn. Vâng. Nó cũng có vào khoảng 5.000 trẻ em sơ sinh. Vâng. Mỗi năm. Vâng. Và vấn đề trẻ em mắc bệnh HIV thì chúng ta thấy rằng trên toàn thế giới có vào khoảng 3.4 triệu trẻ em dưới 15 tuổi mắc bệnh HIV. Vâng. Và số tử vong lên rất khá nhiều. Vâng. Tôi thí dụ như là trong năm 2004, vâng, chúng ta chưa có thuốc chữa. Vâng. Nhưng thuốc chữa rất mắc. Vâng. Cho nên trong một năm 2004 có 750.000, vâng, trẻ em dưới 15 tuổi, vâng, trên toàn thế giới, vâng, nhiễm bệnh HIV. Vâng. Và trong đó không may là có đến nửa triệu trẻ em đã qua đời. Dạ, vâng. Thì những trẻ em mà nhiễm bệnh như vậy là bắt nguồn từ bà mẹ có HIV, nhiễm HIV và truyền qua những trẻ em. Vâng. Tuy nhiên gần đây thì người ta đã áp dụng phương pháp dùng thuốc trị liệu. Vâng. Thì trường hợp đó đã làm giảm bớt được số trẻ em tử vong. Vâng. Nhất là những bào thai mà sau khi nhiễm bệnh người ta biết được là có chứa HIV qua những test thử về molecular test, real-time PCR. Vâng. Thì được tách rời ra khỏi người mẹ. Vâng. Để bởi vì nhiều trẻ sơ sinh họ các em có một cái hệ thống miễn nhiễm rất là mạnh. Vâng. Và chưa hẳn là mắc bệnh. Vâng. Và bởi vậy họ phải tách rời ra. Vâng. Và sau đó đó các em nếu mà đã nhiễm bệnh rồi. Vâng. Qua những sự giao tế với bà mẹ hoặc là vú sữa hoặc là bác sĩ có thể là cắt vân vân chạm vào những cái đường máu của em để mà truyền bệnh, thì chúng ta vẫn có thể chữa trị được bằng cách là dùng thuốc AGT. AGT là một thuốc mà hiện nay bây giờ đã bán ngoài thị trường mà không phải là một hãng nào có thể đứng ra bán với giá cao.
Vâng, rất là rẻ. Vâng. Theo tôi được biết thì là ở cái đúng cái HIV nó truyền qua nhiều cái lối như là có cái quan hệ sinh dục tình dục với lại cái người có bị bệnh hoặc là qua cái chuyện là chúng ta những người họ nghiện thuốc này nọ. Nhưng tuy nhiên cũng tội, tức là nó truyền qua khi mà người mẹ họ bị thì truyền qua đứa nhỏ nó không có tội tình gì. Thực sự ra thì theo tôi cũng được biết rằng là đa số mọi trường hợp thì là cái lá nhau đó nó có thể bảo vệ được đứa nhỏ. Tuy nhiên nếu mà chúng ta những trường hợp mà người mẹ đó họ tức là cái tình trạng sức khỏe không được tốt, hoặc là nếu mà tình trạng mà những cái HIV đó nó mạnh quá, nó cũng có thể nó truyền qua được, nó tấn công được đứa nhỏ. Thì như vậy theo tiến sĩ đó là nếu mà chúng ta chữa trị càng sớm càng tốt thì chúng ta có thể tránh được cho đứa trẻ được cái bệnh trẻ. Tránh sự phát triển của virus HIV trong máu của đứa trẻ. Tôi thí dụ như là ở Mỹ cách đây 1 năm, 2 năm thì có một bác sĩ Mỹ ở Mississippi đã nhận một đứa trẻ mới bị HIV từ một bà mẹ nhiễm bệnh. Thì ông ta mang vào trong nhà thương Mississippi để thử máu. Thì và sau đó, thì ông ta có những phương pháp trị liệu cho em bé. Thì trong 29 ngày, chỉ sau 29 ngày thì em bé không còn có một dấu hiệu là mắc bệnh HIV, có nghĩa là không còn không còn virus trong máu của em đó nữa. Trong vòng 29 ngày. Nhưng mà tuy nhiên như bác sĩ biết là trong HIV có thể len lỏi vào những cái mao quản rất là nhỏ. Cho nên bệnh có thể trở lại bất cứ lúc nào. Cho nên mặc dầu là em bé đã được trị liệu kỹ càng nhưng mà cũng phải kéo dài đến 18 tháng hoặc là 2-3 năm tiếp tục trị liệu. Nhưng mà cho đến nay thì em bé vẫn chưa có một dấu hiệu là HIV trong người. Thì đây là một cách mà có thể bảo vệ được những trẻ sơ sinh. Nếu ở nhà thương như bên Việt Nam chúng ta có phương pháp real-time PCR. PCR có nghĩa là polymerase chain reaction. Thì chúng ta có thể khám phá được, có thể phát hiện được là trẻ em đã có HIV hay không sau khi lọt lòng mẹ. Và phương pháp này ở Việt Nam thì quá đắt, ở Mỹ quá đắt. Nhưng nếu chúng ta sản xuất nhắm đến các nước châu Á, châu Phi thì tôi nghĩ cái giá thành rất hạ và chúng ta có thể mang lại được cứu vãn được những em bé mà đã bị mắc bệnh. Vâng, theo tôi được biết thì đúng, nếu mà chúng ta chẩn đoán được cái bệnh càng sớm càng tốt thì chúng ta có thể cứu được cái đứa bé được hữu hiệu hơn. Vì tôi cũng biết là có số liệu cho thấy là 70% trường hợp chúng ta có thể cứu được em bé khi mà chúng ta phát hiện sớm, đúng không nhỉ? Thưa đúng. Nhưng mà xin tiến sĩ giải thích thêm một chút xíu nữa. Theo tôi được biết rằng là có 3 phương cách để mà chúng ta có thể chẩn đoán bệnh. Hồi xưa khi mà mới ra thì chúng ta dùng cái phương pháp gọi là ELISA để check thử cái antibody. Rồi một phương pháp khác là chúng ta sẽ check gọi là cái antigen. Bây giờ là phương pháp PCR. Xin tiến sĩ giải thích cho quý thính giả biết rằng là cái lợi ích của 3 cái phương pháp đó như thế nào, lợi và hại, và tại sao là bây giờ cái PCR nó là cái phương pháp tốt nhất kia. Thưa bác sĩ Minh, câu hỏi này rất là quan trọng. Theo tôi trong nghề thì tôi được biết là ELISA hay là dựa vào immuno system để chúng ta có thể chẩn đoán dựa vào protein. Thì dựa vào protein thì chúng ta có thể biết ngay là bệnh nhân đang mắc bệnh. Nhưng với protein test dựa vào protein marker thì chúng ta không biết được là trong bệnh nhân đã có bao nhiêu virus có trong người và có từ lúc nào. Thì bởi vì chúng ta dựa vào cái antibody của mỗi cá nhân. Còn molecular test thì họ đi thẳng vào cái di truyền của virus. Có nghĩa là trong người mình mà có virus thì họ khám phá ra liền, thì test thử có thể khám phá ra liền. Còn cho nên người ta nói rằng là cái cửa sổ nhiễm bệnh của ELISA hay là protein test vân vân thì nó sẽ mất vào khoảng 30 ngày hay có khi là 3 tháng. Thí dụ như HBV, HCV thì 3 tháng chúng ta mới phát hiện được. Nhưng mà còn molecular test dựa vào di truyền
thì có thể sau 5 ngày hay là 3 ngày nó phát triển rất là nhanh. Dạ, lúc đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được là trong bệnh nhân bệnh đã bị nhiễm bệnh nặng hay nhẹ, chúng ta biết liền. Và đối với các em sơ sinh, trẻ sơ sinh khi mà bị nhiễm bệnh, người ta có những phương pháp trị liệu, và cái phương pháp real time PCR cũng cho chúng ta biết là sau một thời gian một tuần trị liệu hay một tháng trị liệu thì có bao nhiêu cái virus hiện còn tồn tại trong người của em bé. Cho nên nó có cái hai phương thức là định tính, gọi là detection, và định lượng là quantitative assay. Dạ vâng. Thành ra ở đây thì tôi cũng xin mở ngoặc chút xíu để cho quý khán giả biết là trong ngành nghề của chúng tôi, chẳng hạn tôi đó là về khi mà chúng tôi thử một bệnh nhân, chẳng hạn bây giờ một người họ muốn cho tinh trùng chẳng hạn, thì thường thường chúng tôi hay gọi là quarantine period, tức là mình thử cái HPV của họ và 6 tháng sau bắt họ thử lại một lần nữa trước khi tinh trùng của họ được sử dụng. Tại vì mình sợ rằng là trong vòng từ 3 tới 6 tháng thì cái HPV nó sẽ phát hiện, vì có thể lúc đầu người đó mắc bệnh nhưng mà nó không có phát hiện ra kịp thời. Thường thường để mình giải thích chút xíu, tức là thường thường khi mình có bệnh đó thì nó tốn thời gian như tiến sĩ Huỳnh giải thích đó, nó tốn 3 tháng thì nó mới phát hiện những gọi là những kháng thể, rồi sau đó thì mình mới phát hiện được kháng thể đó. Tuy nhiên tới lúc đó thì đã trễ rồi. Trong khi đó cái PCR nó dựa trên, mình gọi là mình dựa trên cái DNA hoặc là cái RNA cao của cái con vi khuẩn đó, con vi trùng đó, cho nên mình biết thẳng ngay rằng là có bao nhiêu và bị lâu mau rồi, và cái đó nó chính xác hơn nhiều. Theo tôi nghĩ hồi trước thì nó tốn kém nhiều, nhưng bây giờ công ty của tiến sĩ bắt đầu sẽ sản xuất để làm sao cho nó càng ngày càng rẻ hơn, có thể đưa tới người dùng nó dễ dàng hơn. Dĩ nhiên là bệnh nhân không thể tự động ra ngoài mà mua ở ngoài pharmacy được, nhưng mà phải qua những cái bác sĩ hoặc là những bệnh viện. Nhưng mà nó càng ngày nó càng tiện lợi hơn. Vâng, thưa bác sĩ Minh, điều đó rất là đúng. Khi tôi về Việt Nam đi tham quan một số bệnh viện thì tôi thấy họ vẫn dùng cái test thử về protein. Nhưng mà tôi có đề nghị là họ nên dùng cái test thử về molecular test. Thì họ nói cái molecular test rất là đắt, chúng tôi không thể mua được, chỉ những người giàu mới có tiền mua. Cho nên tôi mới phát hiện ra một ý là tại sao chúng ta không dùng kỹ thuật tân tiến để mà sản xuất cho các nước đang phát triển như Việt Nam. Tức là hàng của chúng tôi thì không bán tại Mỹ, nhưng mà hàng của chúng tôi có thể sẽ bán ở tại các nước châu Á. Những các nước mà chúng ta gọi là có thu nhập thấp, thí dụ như là Trung Quốc chẳng hạn, họ cũng như thu nhập thấp, thế hay Việt Nam hay là Campuchia vân vân, thì đây là một cái ý mà năm 2009 tôi đã nghĩ ra và đã áp dụng, cho đến ngày nay tôi vẫn theo đuổi. Thực sự ra chúng tôi rất là gọi là hãnh diện là có được là một người như là tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh, tức là đã tiên phong trong cái vấn đề mà sáng chế ra những cái thử nghiệm để làm sao chẩn đoán được bệnh càng sớm càng tốt. Những chuyện đó đúng, tôi không ngờ là có người Việt Nam đã tiên phong trong cái chuyện này. Trong ngành nghề chúng tôi cũng có những cái gọi là tương tự như vậy, chính chúng tôi để chia sẻ với anh Huỳnh, tức là chúng tôi cũng có dùng những phương pháp để mà thử trên cái bào thai, những cơ thai nhi khi mà cái thai mới 3 ngày tuổi. Chúng tôi có thể biết được là cái thai đó có bệnh tật gì hay không. Thì cái nguyên tắc gần giống như là cái PCR của anh như vậy. Chúng tôi cũng dùng những pháp để dễ hiểu, tức là cái DNA nó ra cái tín hiệu rất là nhỏ. Chúng tôi phải PCR là gì, để chúng tôi là mình phải làm sao tăng cái tín hiệu đó lên, giống như là mình dùng cái amplifier để mình làm sao nghe nhạc cho rõ, nó tăng lên thì để cho chúng ta có thể nhìn thấy được cái tín hiệu đó là tín hiệu bệnh. Thành ra cái đó rất là quan trọng. Nếu cái quan trọng làm sao mà nó tăng lên mà chúng ta không có bị nhiễu sóng, tức là mình phải rõ ràng, chúng ta không có thể nói là nghe lộn từ bài hát này ra qua bài hát khác được. Thì cái đó nó rất là quan trọng. Thì chuyện đó tôi nghĩ là anh Huỳnh đã có đề cập tới. Thưa bác sĩ, có một chuyện này nữa là ở các trẻ sơ sinh, nếu ta dùng những cái protein test, những ELISA thì nó sẽ bị sai. Là bởi vì khi đứa trẻ sơ sinh nó nằm trong bụng mẹ thì được dùng những đường thực phẩm qua nhau, và trong đường thực phẩm thì có chứa những protein của bà mẹ chứ không phải là của đứa trẻ. Có nghĩa là đứa trẻ chưa có virus.
Vâng. Nhưng mà có protein của bà mẹ. Dạ đúng. Cái protein độc đó đó thì khi mà chúng ta dùng cái test thử về protein test, chúng ta dựa trên cái protein marker thì nó sẽ bị sai. Dạ đúng. Cho nên luôn luôn ở nước tân tiến như Mỹ chẳng hạn, người ta dùng molecular test trong blood bank hay là trong các nhà thương. Dạ đúng. Coi như là đây là một điều kiện, nghĩa là bắt buộc bệnh nhân phải dùng molecular test chứ không được dùng cái protein. Tôi hiểu chuyện đó là vì đúng khi mà cái nhau đó thì nó có thể chặn đứng được con virus, nhưng mà cái protein thì nó đi qua được cái nhau. Cho nên những cái antibody mà từ con virus nó sản xuất ra nó thể qua được trong cái đứa nhỏ. Có khi đứa nhỏ nó sanh ra nó hoàn toàn bình thường, nhưng mà vì cái test nó có thể tưởng lầm là đứa nhỏ đã bị bệnh. Thì đó nó rất là mù mịt trong cái chuyện đó. Thành ra cái test của tiến sĩ Huỳnh nó chính xác hơn nhiều. Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa bác sĩ Minh, theo tôi thì Việt Nam cũng như là các nước ở châu Á nên triển khai nhiều hơn nữa về molecular test. Sở dĩ họ không dám đi vào thị trường molecular test là sinh học chẩn đoán là bởi vì giá thành rất là cao. Dạ vâng. Ở Việt Nam là có thể $300 một cái test. Dạ vâng. Ở Mỹ cũng là $300. Dạ. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tìm một cách mà tự sản xuất hay tự làm thì giá thành sẽ hạ và chúng ta sẽ có thể cứu vãn được biết bao nhiêu sinh mạng trong tương lai. Vâng, tôi thấy là những cái gọi là cái project, những cái dự án của tiến sĩ Huỳnh rất là giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta nói riêng và cho nhân loại nói chung nữa. Tôi cũng có nói chuyện riêng với tiến sĩ Huỳnh là vì ngoài trừ những cái testing, những thử nghiệm này, tiến sĩ Huỳnh còn có những cái project, là những cái kế hoạch khác để thử nghiệm những cái vấn đề về ung thư, những bệnh tật khác nữa. Hy vọng rằng là trong những chương trình tới, tiến sĩ Huỳnh sẽ trở lại với chúng ta để trình bày thêm về những cái thử nghiệm đó, thưa quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Huỳnh đã đến với chúng ta ngày hôm nay trong chương trình Sức khỏe và đời sống, và xin chúc tiến sĩ Huỳnh thành công trong những cái dự án tới sắp tới của mình. Kính chào bác sĩ Minh, kính chào các quý vị khán thính giả đài VNTV.